Tướng Mỹ nói F-16 chưa phù hợp với Ukraine. Báo Mỹ, Ukraine đang từ bỏ chiến thuật do phương Tây truyền dạy, quay trở lại cách thức thời Liên Xô. Ukraine nhận tin xấu từ tiền tuyến. Mỹ cho rằng Tổng thống Putin hiểu rõ kế hoạch tấn công của Ukraine. Nam Phi đề nghị ông Putin không dự hội nghị BRICS. Mời quý vị cùng đến với bức tranh toàn cảnh về sự kiện chính trường thế giới nổi bật trong 24 giờ qua. Những thông tin đáng quan tâm sau đây sẽ có trong chương trình. Trung tướng phụ trách tác chiến của Mỹ cho rằng tiêm kích F-16 chưa phù hợp với Ukraine do Nga vẫn sở hữu năng lực phòng không áp đảo. Điều kiện chiến trường chắc chắn sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng tình hình hiện nay không phù hợp để triển khai tiêm kích F-16. Trung tướng Douglas Tim, phụ trách tác chiến tại Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, nói trong cuộc gặp phóng viên hôm 14 tháng 7. Tướng Tim chỉ ra rằng quân đội Nga vẫn duy trì ưu thế áp đảo trên bầu trời so với lực lượng vũ trang Ukraine. Nga vẫn có năng lực không quân và phòng không đáng gờm. Số lượng tiêm kích F-16 được cung cấp sẽ không thích ứng với những gì đang diễn ra, dù tình hình có thể thay đổi trong tương lai, ông nói. Giới chuyên gia quân sự phương Tây cũng thừa nhận cán cân sức mạnh trên bầu trời Ukraine vẫn đang nghiêng về Nga, ngay cả khi tiếp nhận tiêm kích F-16. Không quân Ukraine cũng sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải đối mặt với tiêm kích Su-35S, MiG-31, có khả năng phát hiện và phóng tên lửa diệt mục tiêu từ cách hơn 200 km. Lưới phòng không dày đặc dưới mặt đất của Nga, với nòng cốt là các hệ thống như S-400 và Burst-M3, cũng có thể đánh chặn F-16 từ trước khi chúng tiếp cận được vị trí khai hỏa, hoặc buộc phi cơ Ukraine bay thấp để tránh bị phát hiện và hạn chế đáng kể tầm bắn của vũ khí mang theo. Giới chức Ukraine những tháng qua liên tục đề nghị phương Tây viện trợ tiêm kích tiên tiến, đặc biệt là mẫu F-16 do Mỹ sản xuất. Biên chế F-16 là sự nâng cấp đáng kể cho không quân Ukraine, vốn đang sử dụng những chiến đấu cơ từ thời Liên Xô. Tuy nhiên, hàng loạt quan chức và chuyên gia phương Tây cho rằng hạ tầng tại Ukraine không đủ điều kiện để vận hành F-16, cũng như mẫu tiêm kích này khó mang lại ưu thế nổi bật hoặc thay đổi đáng kể cục diện chiến sự. Đan Mạch ngày 11 tháng 7 thông báo lập liên minh để huấn luyện phi công Ukraine lái F-16 bắt đầu từ tháng 8. Liên minh do Đan Mạch và Hà Lan dẫn đầu cùng các nước Bỉ, Canada, Luxembourg, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Anh và Thụy Điển. Nửa số quốc gia trong liên minh không biên chế F-16 và chưa nước nào công khai cam kết chuyển tiêm kích cho Kiev. Các quan chức Mỹ và châu Âu giấu tên hôm 14 tháng 7 cũng nói rằng Washington chưa phê chuẩn kế hoạch của các nước châu Âu nhằm huấn luyện phi công Ukraine vận hành F-16. Dù Tổng thống Joe Biden hồi tháng 5 tuyên bố Mỹ ủng hộ chương trình này, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16 tháng 6 tuyên bố F-16 sẽ cháy rụi tại Ukraine giống như xe tăng chủ lực Leopard 2. Ông cũng cảnh báo Ukraine về nguy cơ kéo NATO vào xung đột nếu triển khai tiêm kích ở lãnh thổ các nước thành viên liên minh lân cận. Báo New York Times của Mỹ nhận định quyết định đặt trọng tâm vào đạn pháo cho thấy quân đội Ukraine đang từ bỏ chiến thuật hiệp đồng tác chiến của các binh chủng khác nhau để đạt được bước đột phá. Ngày 14 tháng 7, nhật báo New York Times dẫn lời các quan chức Lầu Năm Góc và giới phân tích quân sự dự báo bom chùm mà Washington chuyển giao cho Kiev sẽ không mang lại tác động ngay lập tức trên thực địa, mặc dù loại vũ khí này sẽ giúp quân đội Ukraine đối phó với tình trạng thiếu đạn dược. Nhà nghiên cứu cao cấp của Viện Nghiên cứu Quốc phòng Thống nhất Hoàng gia ở London nhận định quy mô của tác động sẽ rất khiêm tốn. Pháo binh Ukraine sẽ có tính sát thương cao hơn một chút. Hiệu quả thực sự có thể được nhận thấy vào cuối năm nay, khi Kiev có được nhiều đạn dược hơn mức có thể. New York Times cũng nhắc lại lời của Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Colin Cole tại buổi họp báo cách đây 3 tuần, khi ông thừa nhận không có loại vũ khí nào là viên đạn bạc, song nhấn mạnh rằng bom đạn chùm sẽ tạo điều kiện để Ukraine duy trì hoạt động của pháo binh trong tương lai gần. Tuy vậy, theo tờ báo của Mỹ, quyết định đặt trọng tâm vào đạn pháo cho thấy quân đội Ukraine đang từ bỏ chiến thuật hiệp đồng tác chiến của các binh chủng khác nhau để đạt được bước đột phá, như phương pháp do các chuyên gia phương Tây truyền dạy và quay trở lại chiến thuật từ thời Liên Xô trước đây, vốn sử dụng pháo binh để chế áp đối phương. New York Times khẳng định quan điểm nêu trên của Bộ Chỉ huy quân đội Ukraine do tiến độ chậm chạp ở giai đoạn đầu của chiến dịch phản công và lo sợ tổn thất đã khiến các đại diện của chính quyền Mỹ bất bình. Các binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận rằng họ đang chịu tổn thất nặng nề trong cuộc phản công và xe bọc thép của họ đã biến thành quan tài di động, China.eu đưa tin. Ukraine không bình luận chính thức về những tổn thất, nhưng trong các cuộc trò chuyện riêng tư, quân nhân Ukraine thừa nhận rằng họ đã bị tổn thất rất lớn, bài báo viết. Các tác giả bài báo dẫn một sĩ quan lực lượng vũ trang Ukraine nói, cho biết
chiến lược trên chiến trường có thể so sánh với các trận chiến 100 năm trước. Người Ukraine phải tấn công bằng bộ binh, chịu tổn thất nặng nề vì vũ khí hiện đại của Nga không cho phép họ tấn công với sự trợ giúp của thiết bị. Bây giờ, phương tiện phòng thủ lại trở nên mạnh hơn phương tiện tấn công. Một số lượng lớn vũ khí chính xác cao, tên lửa chống tăng có điều khiển và máy bay không người lái Nga đã thực sự biến xe bọc thép của chúng tôi thành quan tài di động. Nó bị phát hiện và phá hủy ngay cả khi tiếp cận ở khoảng cách xa, các nhà báo dẫn lời quân nhân Ukraine. Hướng dẫn viên Pháp tuyên bố thờ ơ với số phận binh sĩ Ukraine. Trước đó, nhà bình luận Elise Vincent của tờ Monde viết các hướng dẫn viên người Pháp không quan tâm đến số phận của quân nhân Ukraine. Bài báo nói về một thao trường bí mật ở Ba Lan, nơi các hướng dẫn viên người Pháp huấn luyện binh sĩ lực lượng vũ trang Ukraine. Nhà báo cho biết, khi kết thúc khóa huấn luyện kéo dài 5 tuần ở đây, đã tổ chức một buổi lễ tiễn chân binh sĩ Ukraine, những người bị đưa vào chỗ có khả năng tử trận. Điều gì sẽ xảy ra với họ tiếp theo không liên quan đến chúng tôi. Tương lai của họ không phải là vấn đề của chúng tôi, tờ báo trích lời đại tá Pháp Bernice. Sĩ quan tình báo Mỹ cho biết, Tổng thống Putin hiểu rõ kế hoạch tấn công bán đảo Crimea của chính quyền Kiev và đã xử lý đúng lúc. Cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin hiểu rõ kế hoạch của giới lãnh đạo Ukraine nhằm tấn công Donbass và Crimea, nên ông đã tung ra đòn phủ đầu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bắt đầu cuộc xung đột này, chứ không phải Nga. Nếu ông Zelensky thực hiện các thỏa thuận Minsk thì đã không có chuyện gì xảy ra. Như chúng ta biết, nhờ có thỏa thuận này mà phương Tây đã kéo dài thêm thời gian và NATO có thể huấn luyện quân đội Ukraine, chuyên gia Scott Ritter cho hay. Cựu sĩ quan tình báo Mỹ nhấn mạnh rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã chuẩn bị cho các chiến dịch tấn công và đánh chiếm Crimea cũng như Donbass trong nhiều năm. Nhận ra kế hoạch này nên Nga đã phát động một cuộc tấn công phủ đầu để ngăn chặn. Đây là một hoạt động phòng thủ, không có quốc gia nào ngồi chờ cho đến khi mình bị tấn công, cựu sĩ quan tình báo Mỹ Ritter bày tỏ quan điểm. Nhà phân tích an ninh NATO Patrick Bury trong một cuộc phỏng vấn với tờ Express Anh nhận định, sự phòng thủ chu đáo của quân đội Nga đã gây ra bất ngờ, bị động cho lực lượng vũ trang Ukraine. Chuyên gia Puri cũng lưu ý, tinh thần của quân đội Nga đang ở mức cao nhất và họ đang chiến đấu một cách thông minh. Thành công trong việc đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine ở các khu vực mới cũng đã đạt được nhờ hệ thống công sự răng rồng, hàng rào dưới thép gai, hào chống tăng và bãi mìn dày đặc. Tất cả đã làm suy yếu trang thiết bị vũ khí hiện đại nhất của quân đội Ukraine. Phó Tổng thống Nam Phi đề nghị ông Putin không tới sự hội nghị thượng đỉnh BRICS để không phải thực thi lệnh bắt của ICC, song Nga từ chối. Chúng tôi hiểu rằng Nam Phi chịu ràng buộc bởi quy chế Rome, nhưng chúng tôi không thể mời ai đó tới rồi bắt họ theo lệnh của tòa hình sự quốc tế. Mong phía bạn có thể hiểu cho tình thế khó xử của chúng tôi. Chúng tôi sẽ rất mừng nếu Tổng thống Vladimir Putin không đến, Phó Tổng thống Nam Phi Paul Masato nói trong cuộc phỏng vấn hôm 14 tháng 7. Nam Phi đề xuất Nga để Ngoại trưởng Sergei Lavrov thay Tổng thống Putin dẫn đầu phái đoàn dự hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Johannesburg từ ngày 22 đến 24 tháng 8. Tuy nhiên, Moscow đã từ chối đề xuất này. Moscow Times dẫn nguồn thạo tin từ Điện Kremlin cho biết, Nam Phi đã cam kết cung cấp đảm bảo an ninh cho ông Putin khi Tổng thống Cyril Ramaphosa tới thăm Saint Petersburg, Nga hồi tháng trước. Tổng thống Nam Phi tuần trước nói vẫn tổ chức hội nghị thượng đỉnh BRICS dưới hình thức trực tiếp, dù lãnh đạo một nước thành viên đang bị Tòa hình sự quốc tế ICC truy nã. Nga hôm 14 tháng 7 cho biết, cách thức tổ chức hội nghị thượng đỉnh BRICS vẫn đang được cân nhắc. Nam Phi đang trong thế tiến thoái lưỡng nan từ khi ICC phát lệnh bắt Tổng thống Putin hồi tháng 3 với cáo buộc di chuyển bất hợp pháp trẻ em Ukraine. Theo quy chế Rome, 123 nước thành viên của ICC, trong đó có Nam Phi, có nghĩa vụ bắt ông chủ Điện Kremlin và chuyển đến Hà Lan để xét xử nếu ông đặt chân đến lãnh thổ của họ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 21 tháng 6 nói, Tổng thống Putin đã thảo luận về khả năng ông đến Nam Phi với người đồng cấp Ramaphosa. Hai bên cũng đã trao đổi về quá trình chuẩn bị cho sự kiện. Đến đây, thời lượng của bản tin Thời sự quốc tế cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các bản tin tiếp theo trên kênh Tin Tức Việt. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!